Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trường hợp anh Nguyễn Sơn Trường, người đã tiếp xúc với trường hợp dương tính COVID-19 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy vậy, cho công tác phòng chống dịch COVID-19, việc ý thức tự giác là việc làm vô cùng cần thiết ở thời điểm hiện tại, khi mà nỗi lo ngại về sự lây lan ngày càng lớn. Bên cạnh đó, người dân không nên chủ quan hay quá hoang mang, cần hết sức cảnh giác để bảo vệ chính mình và cả cộng đồng. Mặc dù anh Nguyễn Sơn Trường, người đã tiếp xúc với trường hợp dương tính COVID-19, đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, ghi nhận kết quả này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ vẫn luôn duy trì trạng thái phòng bị chống dịch theo đúng quy định của ngành y tế, rà soát các đối tượng có liên quan, các công tác phun khử trùng khu vực có người nghi nhiễm đã lui tới, vẫn tiếp tục tuyên truyền tới người dân những biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh theo đúng quy trình. Chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo trong ban chỉ đạo phòng dịch của xã, đặc biệt đối với các tổ xử lý công việc ở dưới các thôn là vẫn thực hiện nghiêm túc. Đấy là việc là hướng dẫn và yêu cầu các gia đình đó làm tốt công tác vệ sinh ở trong gia đình, cũng như là tiếp tục phun khử khuẩn để phòng dịch và thông tin đến cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã và ổn định tư tưởng, nhưng mà không được lơ là. Trong cuộc chiến với dịch Covid-19, niềm tin của người dân, sự hợp tác của người dân với chính quyền địa phương chính là yếu tố quan trọng để khống chế dịch bệnh. Chính quyền địa phương khi đến gia đình của tôi, nói chung là tôi cũng rất là mong muốn có nghĩa những sự việc như thế, để tôi rất ủng hộ, có nghĩa rất thoải mái để làm sao cho cái dịch bệnh của toàn dân cho nó gọi là được giữ được an toàn. Bản thân chúng tôi thì thấy là xã phun thuốc khử trùng ở những nơi có điểm dịch như vậy là rất chú đáo. Bản thân gia đình thì như vậy là thực hiện tốt những cái điều mà như vậy là của chính quyền xã đã phổ biến cho chúng tôi. Thí dụ như là vệ sinh khử trùng quanh nhà ở này, thế rồi khu vực vệ sinh công cộng ở trên đoạn đường đi. Chúng tôi rất hạn chế và thậm chí có khi là còn không đi mấy các cái hội tiệc tùng hoặc ma chay cưới xin. Việc đề cao cảnh giác, phát huy tinh thần tự giác, tuân thủ mọi quy định phòng dịch, nghiêm chỉnh khai báo y tế chính là thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Thực hiện đúng theo phương châm của chính phủ trên mặt trận chống dịch thì mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài để quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.